Ơi, chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở Long Khánh anh chị ha, để quay đất nền thôi, nhưng mà cái giá thì rất là mềm đó, dành cho những anh chị nào mà công nhân hoặc là có cái số tiền đầu tư ít á thì mình mua đó, để mình có thể dành đầu tư đó, lâu dài. Rồi thì với cái video này á, là mình sẽ quay và để số điện thoại của chính chủ lên cho anh chị mình trực tiếp liên hệ mua, để có thể mình đàm phán cái giá tốt nhất, tại vì không phải qua môi giới trung gian. Rồi bây giờ là mình sẽ quay chi tiết cho anh chị xem những cái lô đất nền này nha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói thông tin cơ bản về cái khu đất này. Đầu tiên là nói về địa chỉ đi nha. Là đây là thuộc phường Bầu Trâm ha, phường Bầu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ở đây thì nếu mà đi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng chắc mình đoán tầm gần 70 cây số. Mình đi cao tốc xuống Dầu Giây rồi mình quẹo thẳng qua, vừa qua hết trung tâm thành phố Long Khánh thì mình sẽ tới Bầu Trâm. Chung là Bầu Trâm là nó giáp ranh với thành phố luôn. Đấy mà giáp ranh với trung tâm của thành phố Long Khánh. Là bao gồm bến xe, ngân hàng này nọ ha. Thì đây, ở cái vị trí mình đứng thì hôm nay mình quay lô đất này là tới 3 mặt tiền nha anh chị. Đầu tiên là mặt tiền đường này. Thì đường này là nó giáp đường bê tông luôn. Thật ra là cái chỗ này đó anh chị, nó nằm cuối rồi. Trong đó có công hộ nhà nữa. Rồi với khu đó công hộ nhà, nhưng mà đây đường hiện tại đường cục rồi. Cho nên là khúc này thì họ chưa có đổ bê tông. Nhưng mà đấy anh chị thấy không? Ngay đó là đổ bê tông rồi nè. Đi thẳng cái này anh chị mình tự đổ cũng được nữa, tại vì không bao nhiêu, tầm 30 mét nữa thôi. Đó, khu này dân cư khỏi nói rồi. Lát nữa là mình sẽ bay live cam lên cho anh chị xem toàn cảnh ở đây nha. Thì từ cái đường bê tông này anh chị, mình đi đâu đó khoảng tầm chắc là tầm gần một cây số, tới tầm 700 mét gì đó là mình sẽ ra tới đường nhựa chính. Đường nhựa chính là khu dân cư luôn. Nói chung là vị trí đây thì ok rồi. Dọc tuyến đường này là bên anh thấy không? Nhà cửa rồi đèn đường này nọ đầy đủ hết. Khu đây thì anh Long Khánh anh chị mình biết rồi, rất là nhiều nhà vườn của người thành phố người ta về người ta xây dựng và rất là nhiều trái cây để mà nghỉ dưỡng đó anh chị, tại vì thổ nhưỡng tốt nè, trồng trái cây rất là ok và gần thành phố và Long Khánh thì đã là thành phố rồi, cho nên là rất là, hạ tầng giao thông rất là ok. Thì cái đất nói chung là hiện tại đất Long Khánh bây giờ đã rất là cao rồi anh chị ơi. Bây giờ mà cầm một số tiền mà vài trăm triệu là không mua được cái lô đất nào đâu. Nhưng mà hôm nay là đây, hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh chị là 6 lô đất nền. Và mỗi lô mình nói giá luôn nha, là chỉ có 400 triệu thôi. Nhưng mà hiện tại là chủ không có bán lẻ, nên là bán hết. Rồi tại sao mình nói là 6 lô đất nền? Thật ra mình nói luôn, thật ra là 6 lô đất nền này là chưa có phân sổ ra đâu. Tại vì do ngày xưa nguyên khu này nè anh chị, nguyên khu này là họ phân lô nhỏ bán. Lát nữa mình về cho anh chị xem sổ, xem cái chích lục đó là chị mình thấy là cái sơ đồ của toàn bộ những số lô đất nhỏ ở đây. Thì cái 6 lô này do là cái cô chủ cũng mua, cổ không có cần tách nhỏ ra, cổ mua tính là cổ mua nguyên lô lớn luôn. Tức là 6 lô nhập lại một lô lớn, cho nên là cổ chỉ mới có một sổ thôi. Cho ra một đúng một sổ thôi. Cho nên là anh chị mình nếu mua thì tất nhiên là sẽ mua một sổ này. Rồi anh chị mình hít mua nguyên đất nước này, tức là mua 6 lô này luôn, để làm cái nhà vườn hay là để làm một cái gì đó thì hay tách sau anh chị tách. Nhưng mà trên lý thuyết là cái miếng đất này là mình phân là 6 lô chị ha. Đây bao mặt tiền, tại sao mình nói bao mặt tiền? Đầu tiên là mặt tiền đường này, là tiếp theo là mặt tiền đường này, là 2 mặt tiền, và đây tức là cả 3 mặt tiền đều đã thể hiện trên sổ nha, đều thể hiện trên sổ. Tuy nhiên thì có 2 mặt tiền là thực tế thôi, còn một mặt tiền nữa là chưa có đổ. Đây mặt tiền là này, là đây anh chị, tức là đằng sau cái rào của mình nè, đằng sau cái hàng rào lưới bê tông của mình nè, là có một mặt tiền nữa là đã hay thì trên sổ rồi anh chị. Đây tức là sau cái lưới 70 anh chị là một mặt tiền đó, thì bên đây nè là sắp chuẩn bị dự phóng luôn rồi ha. Chung là đã có trên sổ rồi. Nó ngộ vậy đó, có nhiều miếng đất có đường rõ ràng rồi nhưng mà nó lại trên sổ là không có đường đó. Nhưng mà có những miếng đất thì đó đây, nó ngược lại, tức là đường chưa có nhưng mà nó đã cập nhật trên sổ rồi. Nhưng mà cái đó thì chắc cứu hơn, tại vì cái gì mà đã có trên sổ sách thì tất nhiên là nó phải ok hơn rồi.
Thì đó, cái đất mình bao tiền chị ha. Thì cái mặt này nè thì là được 30 m, còn mặt này nó đụng cái lưới đó là khoảng 22 m đó. Và nếu anh chị mình tách ra 6 lô á, thì anh chị sẽ tách theo cái mặt này ha. Mặt này nè thì mình sẽ tách theo mặt này, thì đây cứ 5 m là một lô, tức là 5 m dài xuống 22 m, tức là một lô là trung bình là khoảng tầm 100 m² ha. Đó, phải tầm hơn 100 m² một lô, thì 6 lô là nhưng mà mình nói luôn, hiện tại là trên cái diện tích trên sổ á của 6 lô này á, nó chỉ có 580 m² à, tức là chưa được 600 nữa. Tức là do là thực tế là nó dài tới 22 lần, nhưng mà do là trên sổ hay là nó trừ đường lộ giới đường ra hay gì ấy, mình cũng không biết nữa. Cho nên là nó chỉ còn có 580 m² thôi. Đó. Thì thôi, nếu mà 580 m² thì mình chia ra 6 lô thì mỗi lô cũng được gần 100 m² rồi. Coi như là trên sổ là 90 m² đi, cũng ok ha. Thì mỗi lô như vậy á, là 400 triệu và chủ họ bán hết luôn ha. Họ bán hết nguyên khu đất này. Thì dĩ nhiên là cái giá này còn thương lượng. Anh chị nào quan tâm muốn mua về mình tự mình phân lô rồi mình bán ha. Thực sự bây giờ mình đất ở thành phố Long Khánh mà kiếm những cái lô đất mà 400 triệu thì thực sự là khó. Đó, cho nên anh chị mình mua về sau đó mình cắt ra thì mình đầu tư, mình muốn bán thêm cao hơn thì mình bán. Còn không mình cứ để dành đó mình đầu tư lâu dài. Đó, cũng ok luôn. Để mình nói hướng ha, cái hướng này ở đây mình quên tiêu rồi. Hồi nãy tới 3 hướng, là nói chung là một hướng đông, một hướng như là hướng này. À, hướng này là hướng nam nè anh chị, hướng nam nè. Còn cái hướng này là hướng đông nè, đó, mặt tiền nữa đó. Còn mặt tiền hướng này là hướng tây nha anh chị. Đó. Đó, rõ rồi nha. Hướng này nếu mà anh chị mình phân lô theo cái hướng này thì là hướng chính tây nha. Đó, đất 46 lô là sẽ là hướng chính tây. Nếu mà phân lô là riêng cái lô này nè anh chị, cái lô ở ngoài cùng nè, được 3 mặt tiền ha. 3 mặt tiền luôn. Còn 5 lô còn lại là chỉ 2 mặt tiền thôi. Mặt tiền đằng trước và mặt tiền đằng sau. Đó. Rồi thì trước khi mà mình dẫn mọi người, tại vì đất này thì không có gì để quay nhiều đâu, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra tham quan ở đây ha, khu vực dân cư này nha. Đó, nhưng mà trước khi cho mọi người ra tham quan thì mình sẽ bay la cam lên ha, cho mọi người nhìn tổng quan trước đã, nhìn tổng quan xong xuôi rồi mình sẽ dẫn mọi người đi trực tiếp đi ra ngoài đường kia. Rồi, trước mặt anh chị chính là cảnh trên cao của đất mình ha, mình vẽ đại khái thôi nha, vẽ đại khái cho anh chị hình dung được thôi. Rồi đây. Đó. Xung quanh đất mình anh chị, nhà cửa xung quanh, cây trái ở đây thì toàn là trồng cây ăn trái nha anh chị. Đó, cái hướng đường mình, hướng đi ra là đường nhựa đó anh chị, hướng đi ra về quốc lộ 1A cũng như hướng đi về thành phố Long Khánh á. Đây, nhìn sơ sơ bao trên cao nè anh chị. Đây là cũng cái xã Bột Chăm này cũng là giáp ranh với lại trung tâm thành phố rồi, cho nên là mật độ dân cư đây cũng rất là cao. Rồi đây, mình đang ở ngay đó, ngay tức là anh chị mình đi đường bê tông, hết đường bê tông là tới đất mình đó. Đấy, đèn đường ha, dân cư ha. Ở đây thì đa số là trồng cây ăn trái, chôm chôm, mít, sầu riêng. Mình đi đường bê tông này khoảng tầm 800 m ha. Cái đường này thì mình quan sát là hiện tại là cũng xe hơi đi thì ok đó, nhưng mà nếu mà né nhau, xe hơi né nhau thì cũng hơi cực, phải kiếm những chỗ vậy mình né nhau nè. Nhưng mà nói chung anh chị cũng đừng lo, tại vì từ đây mà đi ra ngoài đường nhựa thì cũng gần lắm, đường nhựa lớn á, cho nên là vài trăm mét thì chắc là cũng ít khi gặp xe tránh nhau lắm. Dù gì đây cũng còn chưa thực sự là trung tâm thành phố, cho nên là cái mật độ xe lớn đi qua là đây cũng không có. Đó, đây có nhà nghỉ nè, vừa ra nhà nghỉ chút xíu nè, là có nhà nghỉ nè, nhà nghỉ. Tức là anh chị mình từ đường nhựa, anh chị từ đường nhựa mà mình thấy cái bảng mà nhà nghỉ Đại Lộc á, nhà nghỉ Đại Lộc là mình quẹo vô đó, là đi qua nhà nghỉ Đại Lộc này một xíu là mình sẽ tới cái đất mình. Đây, để mình sẵn thôi mình dẫn mọi người trực tiếp ra đường nhựa luôn nha. Đó, cũng anh chị thấy không, nhà này có đi trên biệt thự nè, cổng rào trồng hàng câu này nữa. Nói chung là mấy năm nay đất Long Khánh, đất vừa Long Khánh nó rất là cao anh chị. Tại vì thứ nhất là như mình nói là cái nó có những cái ưu điểm là gần thành phố, thổ nhưỡng tốt. Và đặc biệt là từ thị xã mà nó lên thành phố rồi. Cho nên là nó cái mật độ, cái hạ tầng giao thông của nó là đang được đẩy mạnh rất là nhanh. Rồi, đấy. Mình ra tới đường nhựa là anh chị ha.
cả cái đường nhựa nè. Ở đây thì nếu mà đi ra quốc lộ 1A cũng rất là gần nha anh chị. Quốc lộ 1A là trung tâm thành phố Long Khánh. Những cái hướng này như đi về quay phải là đi về trung tâm thành phố nè anh chị. Đó. Còn để trái là mình đi về hướng Xuân Lộc ha. Ở đây hình như cũng gần giáp Xuân Lộc rồi. Bây giờ là mình sẽ nói sơ qua về cái sổ này cho anh chị hình dung nha. Thì như mình nói ban đầu là toàn bộ khu đó là một cái miếng đất rộng. Thì sau đó người ta mới phân ra rất là nhiều lô. Thì đây, khu đất đó là tới gần 7 sào anh chị ha, tức là 6.830 m². Chỉ là ấp Bầu Chăm, xã Bầu Chăm, hồi đó là xã Long Khánh, bây giờ là thành phố rồi ha. Là tỉnh Đồng Nai.